nhiều. Đấy, tí lên trên kia rồi không quay. Cái hoa này là hoa gì nhỉ? Xin chào toàn thể cả nhà. Thì hôm nay thì cũng vào cái dịp mà Điện Biên sắp sửa kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thì hôm nay thì anh em chúng tôi cũng sẽ làm một cái video để thực mục sở thị và trải nghiệm mà chi tiết các cái đường hầm, đường hào ở trên cái quả đồi A1 này. Vậy bây giờ thì tôi xin phép mời toàn thể cả nhà hãy cùng đi theo anh em chúng tôi nhé. Nóng. Đây là cái khu đường vào có nắp của con Pháp. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ đi xuống dưới cái hầm này, đi vào phía bên trong cái hầm này xem nó cảm giác nó sẽ như thế nào nhé. Bây giờ thì mời cả nhà sẽ đi cùng với chúng tôi. Vâng, đây là một cái ngách hầm khác nha cả nhà nhé. Thì ở hầu hết thì ở tất cả các căn hầm ở đây thì cũng đều được bố trí giống như nhau thôi, cũng có xà để đỡ dầm như thế này. Thì hai bên thì cũng được chát xi măng. Và cây này thì không phải là cây thật nhất, đây là cây giống xi măng đấy, trông rất là giỏi, rất là giống thật đấy. Đi em ơi, chúng ta sẽ đi bước vào trong phía trong này xem nó như thế nào. Ở vào phía trong này thì cảm giác rất là mát, tuy nhiên thì ở trong hầm mà cho nên nó hơi tối một chút và muỗi rất là nhiều đó, mọi người có thể thấy rất là nhiều muỗi. Con hầm này thì cái đường hầm này thì có vẻ dài hơn cái hầm vừa nãy. Đây là một cái lối, ôi tối quá tôi không nhìn thấy gì cả. À đây, tối quá không nhìn thấy gì cả. Đây là một cái đường hầm khác. Và chúng ta sẽ đi tiếp tục đi vào trong này nhé. Tôi phải cúi, tôi phải cúi bởi vì là cái này nó chỉ cao khoảng 1m7 thôi. Căn hầm này khá là dài nhá bà con nhé. Đó, mọi người có thể thấy. Mát thật đấy. À, đây là cuối đường hầm. Nếu như không có đèn led của máy quay thì tôi không thể xác định được đâu là cái đường rẽ tiếp theo. Bởi thế bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang phía bên này. Vì đây tôi thấy có một cái hầm, là một cái đường ngách. Tối, thật sự là tối. Hầm này thì chiều ngang thì khá là bé, chỉ khoảng độ 80 phân thôi. Và chiều cao thì cũng hơi không được cao lắm, khoảng 1m8. Ở hai bên thì có rằng chống đỡ. Thì theo như tôi được biết thì trước đây nó là những cái cây này thì nó đều là cây cả, nhưng bây giờ thì đã được thay thế bằng xi măng rồi. Nhưng ngoài vẫn tạo những cái hình thế giống như là những cái cây gỗ ngày xưa. Đó, để giữ lại cái
cái hình dáng nguyên bản của ngày xưa. Và hai bên tường này cũng thế nhá cả nhà nhá. Ở hai bên tường này thì cũng trông thì có vẻ như là đất, thế nhưng mà thực ra thì đây đã được chát bằng xi măng hết rồi. Đó, mọi người có thể thấy được chát bằng xi măng hết. Đó, cây cối này. Mọi người đi cẩn thận, cũng là nếu mà ai mà cao quá là sẽ cộc đầu đấy. Đi em ạ. Ồ. Ngoài này. Ở đây là một cái ngã ba này thì không biết là cái đường hầm này nó sẽ đi đến đâu. Thì bây giờ ở phía trên này cũng còn một cái đường hầm nữa. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ tiếp tục đi về phía bên trên này nhé. Bây giờ mọi người cả nhà sẽ đi cùng chúng tôi nhé. Đây là đi ra ngoài. Đây là đi ra ngoài rồi. Ra ngoài thì cảm giác nó dễ chịu, rất là dễ chịu. Đó, bây giờ thì chúng tôi sẽ đi về phía lên phía bên trên kia nhé. Đây, cái đường hào này thì khá là nông. Cái này khả năng là ngày xưa là ngày xưa thì các cụ chắc là như thế này thôi. Ở đây có một cái ngã tư. Ở đây có một cái ngã tư, nhưng mà cái chỗ này thì tôi thấy là, theo tôi quan sát thì cái cửa này bị khóa mất rồi. Cái cửa này khóa rồi, chỉ còn cái đường đi sang bên kia. Đây, em cam soi vào đây giúp. Đó, cái cửa này đã bị khóa mất rồi. Đó, không được, nếu như em muốn nó xuống nha. Từ từ để anh. Đó. Vị trí tôi đứng đây vướng cái cột này, nếu như không có ánh đèn thì tôi sẽ không biết là nó còn đi tiếp nữa hay không. À, ở phía đằng kia tôi đã thấy có ánh sáng, có thể là đây là sẽ là đầu con hầm, nhưng không, khả năng đây là một cái ngã ba này không biết đi đâu nhỉ. Ngã ba này, đường này khả năng. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ đi theo cái đường này, đi xuống đây. Dưới này là một cái đường hầm thấp hơn. Ta sẽ đi xuống xem nó như thế nào nhé. Ồ. Mọi người thông cảm nhé, vì tôi phải cúi một chút. Nhiều mũi lắm. Đi ra đến cửa hầm rồi. Không biết đi đâu cả. Đó, đây là hệ thống các thông hào của quân Pháp ngày đó. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đi xuống và đi theo các cái thông hào này, đi theo các cái đường hào này để cảm nhận cái cảm giác đi ở dưới hào xem nó như thế nào. Và tí nữa chúng tôi sẽ ra cái hố bộc phá kia. Ở phía bên sườn hầm thì tôi thấy có một cái trên sườn đồi này có một cái nắp hầm. Nắp hầm này thì bây giờ tôi sẽ ngó vào bên trong xem có cái gì. Wow. Dưới này là một hình ảnh của một đây là Pháp chứ nhỉ? Pháp. Một người lính Pháp. Tôi cứ gọi là người lính đi. Người lính Pháp đang ở trong cái tư thế, không biết là tư thế gì nữa. Nhưng mà vì cái đường hầm này bị rào rồi nên là chúng tôi sẽ không xuống nữa. Chúng ta chỉ đứng ở trên này quan sát thôi. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống dưới kia nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái đường hầm này. À, đường hào này và đi xuống dưới kia nhé. Chúng ta sẽ lên khu cái đỉnh đồi này nhé. Cái đỉnh này đứng ở cái vị trí này thì ta có thể quan sát bao quát hết được tất cả xung quanh cái đồi này. Đó. Mọi người có thể thấy là ở phía xa kia nhá. Đó, mọi người có thể thấy đó là cái hố bộc phá đấy ạ. Cái hố bộc phá thì tí nữa chúng tôi cũng sẽ ra đến đó để giới thiệu với toàn thể cả nhà. Thế còn đây, ở phía xa kia nhá. Đó, mọi người có thể thấy đó, cái khu trắng trắng kia kìa. Đấy, khu đấy là cái khu Nghĩa Trang A1 đấy cả nhà nhé. Khu Nghĩa Trang A1 đấy ạ. Còn đây thì đây là những người khách du lịch tham quan, họ đến tham quan hàng ngày. Và nhất là bây giờ thì đang vào cái dịp chuẩn bị kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì rất nhiều khách tham quan. Hơi chói nắng một chút, hơi chói mặt trời một chút. Bây giờ tôi sẽ mời cả nhà đi, chúng ta sẽ xuống tận cái đường hào này và đi cùng tôi nhé. Đi em ơi. Cái đường hào này thì chiều ngang thì khá là hẹp, chắc cũng tầm 80 cm. Chiều cao thì khoảng 1m8.
chắc tầm khoảng 1m8 gì đấy. Ở dưới này là những cái tấm bê tông này. Tấm này là để mùa mưa chúng ta đi lại. À, mùa mưa thì họ đi lại thì nó dễ hơn. Thì dưới này ở đây thì nó toàn đất. Có chỗ thì cũng hơi nông. Cái đoạn này nhá cả nhà nhá. Chỗ này thì hơi hẹp một chút. Chúng ta sẽ đi hơi khó một chút. Tốt nhất là xe ngang người đi cho nó dễ. Khó đi không? Đi khó lắm. Đây là một cái cầu. Mình sẽ đi ra gần đến hố Bộc Phá nha. Trên cứ điểm một là 4:30 sáng đang làm chiều toàn bộ cứ điểm này. À, và khi mà có anh chị có hỏi rằng là hiện nay thì còn có hải cốt ở trên quả đồi này không, thì thưa đoàn tham quan rằng là ở đây đã hy sinh tới 2516 cán bộ chiến sĩ trên diện tích quả đồi 100.000 m2 10 ha này. À, và nếu như hình dung là mình sẽ thấy rằng là các chiến sĩ của mình có thể nằm rải kín trên toàn bộ quả đồi này. À, và theo thống kê ạ, theo thống kê thì bộ đội của mình tham gia trận đánh ở Điện Biên đã hy sinh tới khoảng tầm 10.000 bộ đội. Riêng lực lượng bộ đội đã hy sinh tới 10.000 và hiện nay mới quy tập được có khoảng tầm gần 4.000 bộ đội. Đấy, thì các chị đã biết rằng là ở trong bất cứ một điểm nguyên định chiến trường nào chắc chắn rằng vẫn còn có những bộ hải cốt. Nhưng mà cái đặc điểm đó là khi mà tiến hành mà khi mà tôn tạo hải ở những di tích thì dù là phát hiện được những bộ hải cốt nhưng mà rất khó để có thể xác định được tên tuổi và quê hương các anh. Bởi vì các chị biết rằng là thời điểm thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì bộ đội của mình thường là tên tuổi thứ nhất là ở còn để ở giấy, khi ở giấy sau đó để ở những chiếc áo hoặc là khâu ở những gấu áo này, và khi mà hy sinh thì đã bị làm mất tên tuổi. Còn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì bộ đội của mình có kinh nghiệm hơn, đó là sẽ bỏ vào cái lọ kháng sinh penicillin ấy, thì lúc đó là sẽ dễ tìm tên tuổi hơn. Và chính vì như vậy thì trong quá trình chiến đấu hy sinh các anh đã không thể tìm lại được tên tuổi đó. Và ở đây ở nghĩa trang Việt Yên thì hiện nay là gần 4.000 phần mộ, nhưng hầu hết là đều chưa có tên trên bia mộ. Vâng, và mình sẽ di chuyển xuống tham quan thực tế hố Bộc Phá, và mình sẽ di chuyển xuống vị trí bia vàng kia, đi xuống chân đồi chỗ cây tre kia. Đi một vòng mà thấy tối không? Còn có biết thấy là sự cần thiết của ánh sáng hả? Cứ là cô đưa cái đoàn truyền hình của Thanh Hóa đến gặp ông mà đến gặp nhà rồi ông để đưa ra đây rồi các cô quay lên lưỡng hả? Trong cái căn hầm cố thủ kia choáng váng, lúc đó thì địch đang như chớp thời cơ là địch đang choáng váng, ta đã xông lên giải phóng cứ điểm, và 4:30 ngày 7 tháng 5 thì ta đã giải phóng hoàn toàn cứ điểm A1 và tạo bàn đạp để chúng ta tiến công sang tấn công sang cái sở chỉ huy của Điện Pháp, bắt sống Đờ Cát cùng toàn bộ bộ chỉ huy. Thì khi đào ấy, càng vào sâu thì không khí nó càng ít mà không có ánh sáng nữa. Rất nhiều chiến sĩ của ta đã ngất trong quá trình đào. Lúc này thì chiến sĩ của ta đã đưa ra một cái sáng kiến, đó là dùng quạt nan quạt không khí vào đường hầm. Đất đá moi ra ngày càng nhiều để tránh bị nổ, thì chiến sĩ của ta lại may những cái túi nhỏ từ vải dù của thực dân Pháp, sau đó bò trườn sang phía đồi cháy bên kia để đổ. Và đây được gọi là đường hào đẫm máu nhất trên đường này. Để hoàn thành cái đường hào này, ta hy sinh hơn 300 chiến sĩ. Nhưng mà chú hỏi là lúc đấy thì đã có cái gì đâu để định vị đào đúng trên lọc không ạ? Mình đã phải trinh sát sẵn rồi. Thế nhưng mà cũng có khó khăn ạ. Khi mình đào được 33 mét rồi thì lại vướng vào cái móng lô cốt cũ. Ta lại cứ tưởng là đã đến với căn hầm cố thủ rồi, nhưng tại ngày hôm sau xác định là vẫn còn 25 mét nữa. Nhưng vì thời gian không cho phép, ta quyết định là không đào nữa, mà đào thành một cái buồng chứa sâu 2m, rộng 2,5m để đặt hố Bộc Phá. Chúng ta cũng xác định là hố Bộc Phá này mặc dù không thể đánh
đánh đổ được căn hầm cố thủ của chúng, nhưng cũng sẽ gây cho chúng một cái đòn tâm lý. Và đó cũng là một cái quyết định cực kỳ sáng suốt. Ta đã sử dụng chính những quả bom mà Pháp giải xuống A1, giải xuống Điện Biên Phủ để quyết định cái vận mệnh của cái ngọn đồi này. Thì bây giờ các bác kia mà đi đào nó không có máy móc gì nhỉ? Vâng, ngày xưa để mình làm sao mình đào thẳng ấy, các đội chiến sĩ cắm một cái que hương, chỉ lấy một cái đốm lửa nhỏ từ cái que hương đó để mình có thể ngắn thẳng được thôi. Căn cơ thôi. Vâng, có nghĩa là cắm cái que hương phía ngoài. Vâng, và xong cứ nhìn theo cái tàn hương này để mà mình định vị được thôi. Đấy. Chứ không thể nào mà mình ban đêm và tối như thế, mình không thể thắp đèn được, mình không thể làm một cái động tác gì đấy để chỉ đạo cho 3 điểm, 3 điểm tạo nên đứng thẳng mà, đúng không? Dạ. Đấy. Không hỏi hỏi như thế. Kinh bao giờ? Không bao giờ không? Làm sao mình đào ấy, làm sao mà chuẩn mà trong điều kiện chính. Và mình di chuyển tiếp xuống phía dưới kia ạ. 10.000. Nhưng mà nổ cái này nó có người chết đúng không em? À, khi mà nổ cái lúc đó này thì mình cũng đã diệt được một đại đội nhiều quân đội mà ta đi cả. Đấy, chỗ này là vẫn có đất đá hai phía. Có vô bức tường mà. Tức là tường trên cái cứ điểm đá bồn này là người Pháp họ xây dựng là 37 lô cốt. Và tại vị trí đó là sẽ có sự trấn giữ của bộ Pháp bảo vệ cho người ta. Lô cốt nằm ở đây nè. Đây là lô cốt nhỏ. Và đầu tiên là cái sân khấu trên trời ấy. Đây là chắc là định đào vào cái lô cốt trung tâm này kìa. Nhưng mà bức tường tưởng là lô cốt trung tâm. Nếu không còn đào nữa mà lại đến đến rồi không có lỗ rồi. Đó là đào. Tại vì sao tiếng nổ đó là có lỗ cái tiếng tiếp theo. Cái thời gian đó anh đi rẽ trái đi, anh đi đi ạ. Đi đi, ngồi sắp sắp. Tiếp anh thằng đứng trên đây đái xuống. Sắp, sắp. Dạ, rồi hả? Rẽ trái. Rẽ trái, rẽ trái, rẽ trái. Các đường tới đây. Rồi, chụp anh, chụp anh. Đứng giờ này là đây, giờ lên. Không lên được à? Không, quay leo lên. Rõ chị. Hết rồi em ạ. Thưa quý cả nhà, thì đây là một cái điểm mà có thể nói là cực kỳ quyết liệt giữa ta và địch trong cái đêm hôm đó. Thì ở trên cái biển này thì sẽ có ghi là khu vực giành giật quyết liệt giữa ta và địch liên tục từ ngày 30 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 5 năm 1954. Ở cái điểm này thì có thể nói là xác chồng xác và máu chồng máu giữa quân của Việt Nam và quân Pháp. Thì bây giờ thì ở phía dưới này, em quay xuống dưới đi. Ở phía dưới này thì có một số các cái quần thể, cái đường hầm ở dưới này. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ đi xuống dưới hầm. Và xin mời cả nhà cùng xuống dưới hầm mà đi theo cái đường hầm ở bên dưới này cùng với chúng tôi nhé. Đi em ơi. Ở đây thì khu cổng vào này cũng rộng thôi. Nhưng mà trong này thì hơi thấp. Cái hầm này thì khá là thấp nhá cả nhà nhé. Ở đây tôi thấy có một cái, đây là bên cái đuôi hầm rồi, cái chóp đuôi hầm rồi. Giờ chúng ta sẽ vào trong nhé. Tôi bật nắp đây. Chúng ta sẽ vào trong. Ở hai bên thì không biết là đây nó gọi là cái gì nhỉ? Đây để làm gì nhỉ? Chắc đây là để đồ đúng không? Tối lắm anh ơi, từ. Bật lan đi. Đâu? Vâng, thưa với toàn thể cả nhà, thì đây là cái vị trí của cái hố bộc phá như cả nhà nhé. Phía sau tôi là cái vị trí của hố bộc phá. Thì ở đây thì có một cái bảng giới thiệu là cái hố bộc phá. Thì tôi sẽ đọc chi tiết cái bảng giới thiệu là sau. Bây giờ thì tôi sẽ mời cả nhà chúng ta cùng ra cảm nhận ở cái cảm giác ở cái hố bộc phá phía dưới này nhé. Tiếp không? Bây giờ tôi sẽ đi xuống dưới nha cả nhà nhé.
cũng phải khá là cẩn thận, nếu không nếu mà trượt chân xuống dưới kia mà lăn xuống tận dưới kia thì cũng rất là nguy hiểm đấy. Tôi sẽ tìm một cái vị trí dễ 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 xuống nhất. Đó, ở điểm này thì theo như tôi quan sát thì tôi thấy ở chỗ này thì sẽ xuống thì dễ hơn. Thì nó có các cái mấu gồ này, đó. Thưa toàn thể cả nhà, khi mà bản thân mình thực sự trải nghiệm thì mới cảm nhận được cái hố này nó to, nó rộng như thế nào và nó sâu như thế nào. Đó. Đây tôi đang đứng ở chỗ phần lưng chừng thôi ạ. Đó. Nếu mà các bạn quay, các bạn hay quay cả một cái cảnh, nguyên cái cảnh cái hố bộc phá thì sẽ thấy cái hình của tôi nó bé tí teo luôn. Trông anh nhỏ bé lắm. Thưa cả nhà, thực ra khi mà quyết định xuống tận dưới cái đáy hố bộc phá này để trải nghiệm thì đây là một cái quyết định mà khá là đột xuất và cũng khá là táo bạo. Bởi vì tôi không dám chắc là ban quản lý họ có cho mọi người xuống tự do như thế này không. Đó, cho nên là tôi chỉ tranh thủ xuống một lát thôi, một tẹo thôi. Đó, như mọi người thấy là khi mà tôi mà ở dưới cái đáy hố đấy thì nhìn người bé tí luôn. Có nghĩa là cái hố bộc phá này rất to và rất là sâu. Đó, mọi người có thể quan sát. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ đi tiếp những cái đường hầm mà những cái đường hào mà lúc trước mà chúng tôi chưa đi ạ. Đó. Còn rất nhiều ở trên cái đỉnh đồi này thì còn rất là nhiều các cái đường hầm đường hào mà tôi chưa đi. Đây thì đường này thì nó thấp thôi các bạn. Này chắc là để tránh. Đúng rồi. Không phải để tránh đâu. Đây. À, cái ô súng đúng không? Ừ. À đúng rồi, đây ô súng đây. Và chỗ này là chỗ để ngồi để tránh đạn này. Đó. Khi mà bắn xong thì chúng sẽ ngồi xuống như thế này để tránh đạn. Đúng không? Dạ. Yeah. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Đây này, chỗ các chỗ ụ súng đấy, đấy đây này. Đây cũng là một cái ụ súng tiếp theo đúng không? Đấy, đứng lên. Ngắm đúng không? Bằng bằng. Bằng bằng. Chỗ này cẩn thận đi nhá. Đây hào này sống. Nắp cổng này. Ui giật cả mình. Tôi chưa đi vào đây lần nào. Trời ơi. Trời. Bộ đội đấy. Giật cả mình. Ở trong này thì có hình ảnh của những chú lính của Việt Nam chúng ta, chú bộ đội. Thế chứng tỏ là đường này là đường không phải là đường của Pháp, đúng không? Đường Pháp, Pháp làm nhưng mà bộ đội chiếm được ấy. À. Nơi trú ẩn của các người lính của chúng ta. Đó. Chiến sĩ. Các chiến sĩ của chúng ta. Ui, chào các chú bộ đội nhé. Cháu giật cả mình. Thôi, bây giờ thì mình sẽ đi tiếp lên cái đường hào này nhé. Đi. Ở đây thì đường này nó thoáng hơn rồi. Nhưng mà nóng quá nhỉ. Anh bắt cả mồ hôi rồi. Nghe không thêm mà. Mình đi cái này là chắc là sẽ đi về. À. Đây đây đây. Đây. Bây giờ thì tôi đã hình dung ra cái nơi cái hầm vừa nãy rồi. Đó. Mọi người có thể thấy. Hầm trú ẩn của quân Pháp bị đại đây. Đội 647. Đó. Đoàn. Đây chính là cái biển giới thiệu về cái hầm vừa rồi. Đó, mọi người có thể thấy hầm trú ẩn của quân Pháp bị đại đội 674, tiểu đoàn 251, trung đoàn 174, đại đoàn 316 đánh chiếm vào đêm ngày 30 tháng 3 năm 54, nơi đại đội trưởng Lâm Viết Hữu chỉ huy đơn vị đánh địch phản kích từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 1954. Đó. Ao. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phía trong nhé. Cái hầm này thì khá là thấp, rất là thấp, khoảng độ 1m2, 1m4 thôi. Đây là một cái ngã tư. Ở chỗ này thì cái đường này thì đi ra ngoài kia, đường này hơi ngắn, chúng ta sẽ đi vào phía trong này nhé. Đi em ạ. Cái này khả năng ngồi để tránh nhau, để cho người ngồi và người đi lại. Đúng rồi. Quá. Vâng, sau một hồi quanh co một thời gian khá dài thì anh em chúng tôi cũng đã đi và trải nghiệm hết các cái đường hầm ở cái đồi A1 này.
Vâng, video này thì tôi xin phép được dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video của chúng tôi. Và xin chào, xin hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn ạ. Tôi xin lỗi. Trước khi kết thúc video thì tôi xin phép được mời mọi người hãy một lần về với đất Điện Biên lịch sử anh hùng này nhé. Xin cảm ơn mọi người ạ.